Tử vi nữ mạng tuổi Bính Thìn 1976 trong năm 2024 Giáp Thìn. Tổng quan tử vi. Năm sinh, năm Bính Thìn 1976 nữ mạng. Vào năm Giáp Thìn 2024, mệnh chủ bước sang 49 tuổi âm lịch, 48 tuổi dương lịch. Nữ Bính Thìn 1976 thuộc mệnh Thổ sẽ phù hợp với các con số 2, 5, 8 hành Thổ, tương sinh với số 9 hành Hỏa và 6, 7 hành Kim. Những người sinh năm 1976 thuộc tuổi Bính Thìn, bản mệnh có ngũ hành nạp âm là Sa Trung Thổ, nghĩa là đất pha cát. Trong bát trạch phong thủy, nữ mệnh tuổi Bính Thìn thuộc cung Ly, một trong những phi cung của Đông Tứ Mệnh. Các hướng Đông, Bắc, Đông Nam, Nam là hướng hợp phong thủy, đem lại tài lộc cho người nữ sinh năm 1976. Nữ mạng tuổi Bính Thìn là người thông minh nhạy bén, dám tự tin đối diện trước các vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Đối với họ, chinh phục những thử thách chính là tạo nên thành tích cho bản thân. Sao chiếu mệnh, nữ mạng tuổi Bính Thìn 1976 trong năm 2024. Sao chiếu mệnh tuổi Bính Thìn 1976 là sao Thái Âm. Sao Thái Âm trong tử vi thuộc Mờ Thủy, là chủ tinh giữa trời, chu tể của cung Điền Trạch, chủ về hưởng thụ sung sướng trong một đời. Nhiều người không biết sao Thái Âm tốt hay xấu như thế nào, là bởi vì chưa biết nó là hung tinh hay cát tinh. Nếu sao Thái Âm nhục cung mệnh thì đó là người thông minh, thanh tứ, ôn hòa, rộng lượng bao dung, nhiều tài và rất ưa sạch sẽ. Sao Thái Âm chiếu mạng, nam nữ thường có cơ hội bội thu về tài lộc. Đặc biệt là nam mệnh sẽ được người khác giúp đỡ về tiền bạc, sự nghiệp, nếu đang trong độ tuổi kết hôn có thể lập gia đình. Với nữ mạng nếu được sao Thái Âm chiếu mạng, sẽ phát triển sự nghiệp mạnh mẽ, danh lợi lưỡng toàn, sinh con. Người làm việc liên quan đến bất động sản, tu sửa, sửa chữa, xây dựng nhà cửa đều cát lợi. Người được sao Thái Âm chiếu mạng cuộc đời tốt đẹp, có phúc phần. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Thái Âm như sau. Thái Âm chiếu mệnh năm nay, khỏi bị đau mắt chạc tay trẹo giò. Đàn ông ít nặng nhẹ lo, đàn bà khẩu thật đôi co quấy dày. Thân nhân lân cận chẳng hòa, nói hành nói lén vậy mà sau lưng. Ốm đau qua khỏi thì mừng, hao tài tốn sức ta đừng có than. Bản mệnh chẳng vững không an, phùng người phán phúc vu oan cho mình. Đất bằng sóng dậy thình lình, câu trận chiếu mệnh không nên chống lại. Cúng dâng sao Thái Âm, thời gian cúng giải hạn sao Thái Âm vào 22 giờ đến 24 giờ. Hướng về chính Tây để làm lễ giải sao. Lưu ý, để việc làm lễ cúng giải hạn được tiến hành suôn sẻ, thì trong nhà nên treo nhiều đồ vật cắt tường, cầu may, hay dùng trang sức đá quý màu đen, mão não đen, thạch anh khói. Để giải hạn được sao Thái Âm, mọi thứ cần chuẩn bị phải có màu vàng. Trường hợp nếu những thứ khác có màu sắc khác, thì dùng giấy màu vàng gói lại, hoặc lót giấy màu vàng xuống phía dưới sau đó đặt lễ lên trên. Khi cúng dùng một cây diều chặn phía trên, nếu có, lấy vải đỏ che kín bài vị và diều, đặt đằng sau ba nén hương đã dâng. Vận hạn nữ mạng tuổi Bính Thìn 1976 trong năm 2024 Giáp Thìn. Hạn sao của tuổi Bính Thìn 1976 trong năm Giáp Thìn 2024 là hạn Huỳnh Tuyền. Khi nói tới hạn Huỳnh Tuyền, người xưa có câu, Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt, đề phòng tay chân. Vậy là có thể thấy, gặp nạn Huỳnh Tuyền là hoàn toàn xấu, thậm chí nguy hiểm tính mạng, cần hết sức cẩn trọng. Sức khỏe, như câu nói ở trên, rõ ràng có thể thấy hạn Huỳnh Tuyền chủ về bệnh tật. Người gặp nạn này dễ mắc đau đầu, chóng mặt, ảnh hưởng nhiều tới sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt các bệnh liên quan tới mắt, tay chân. Do đó, trong sinh hoạt, công việc hàng ngày cần phải được chú ý. Làm ăn, hạn Huỳnh Tuyền sẽ mang tới khó khăn bất lợi sẽ dồn tới. Nếu công việc kinh doanh buôn bán bằng đường thủy hay liên quan tới sông nước,
vì Huỳnh Tuyền chính là suối vàng. Tham gia vào các hoạt động, kinh doanh buôn bán trên sông nước sẽ cực kỳ nguy hiểm khi gặp phải nạn này. Tốt hơn hết, nên tránh những hoạt động kinh doanh này để không gặp phải hậu quả khôn lường. Cuộc sống không nên liên quan tới tòa án dù là việc gì hay vì ai, dù là đứng ra làm chứng hay có liên quan trực tiếp trong những rắc rối pháp luật đó, vì bạn sẽ gặp phải tai họa, mất tiền mất của, không có bình an trong gia đình. Khi gặp hạn Huỳnh Tuyền, người gặp nạn này sẽ dễ mắc bệnh tật. Một khi có bệnh tật sẽ lại dẫn tới nhiều hệ lụy khác. Bạn sẽ phải hao tốn tiền của vì thuốc thang, chữa trị, không những vậy còn tốn thời gian công sức, chẳng thể tham gia vào những hoạt động, công việc khác. Sức khỏe không tốt dẫn tới không thể làm tốt công việc, kinh doanh, không đưa ra được ý kiến, quyết định đúng đắn, dẫn tới nhiều thất bại, khó khăn, thậm chí có thể khiến cuộc sống trở nên bế tắc. Khi đầu óc chẳng còn được tỉnh táo, thì sẽ đưa ra những quyết định không đúng, dẫn tới nhiều tổn thất. Vì Huỳnh Tuyền là suối vàng, nên tuyệt đối tránh xa sông nước. Các bệnh khi gặp nạn Huỳnh Tuyền thường là cao huyết áp, đột quỵ, tai biến. Tuy nhiên đối với người lớn tuổi, dù có gặp nạn Huỳnh Tuyền hay không, thì vẫn cần phải được chăm sóc và xử lý kịp thời khi gặp phải bệnh này. Tam tai, phạm đại kỵ tam tai. Kim lâu, không phạm. Hoàng ốc, không phạm. Thái tuế, phạm hình thái tuế. Tổng kết, năm này gia chủ phạm phải đại kỵ tam tai. Năm này không tốt để bạn xây sửa nhà. Tam tai là 3 năm hạn liên tiếp gặp hạn. Cho nên trong 3 năm này gia chủ nên và không nên làm gì để mọi việc được diễn ra thuận lợi và suôn sẻ. Năm đầu tiên của hạn tam tai, gia chủ không nên bắt đầu làm những công việc trọng đại. Năm giữa của hạn tam tai thì gia chủ không nên dừng việc mà mình đang tiến hành. Bởi nếu sau khi dừng lại, nếu có tiếp tục thì dễ gặp nhiều trở ngại, không suôn sẻ và thất bại. Và năm cuối tam tai gia chủ lưu ý, không nên kết thúc công việc quan trọng vào đúng năm này. Xem tử vi nữ mạng tuổi Bính Thìn 1976 năm 2024 theo 12 tháng. Tháng 1 âm lịch, đầu xuân năm mới quý bà tuổi 1976 cần phải tiêu pha tiền bạc khá nhiều vào gia đình. Ngoài ra, khi tham gia giao thông cần chú ý cẩn thận tai nạn xe cộ. Tháng 2 âm lịch, trong tháng 2 năm 2024, vận hạn tuổi Bính Thìn năm 2024 nữ mạng dự báo quý bà sẽ có hạn về xuất hành. Nếu có dự định xuất hành đi xa cần lưu ý đề phòng có kẻ tiểu nhân ngáng đường gây bất lợi cho công việc. Tháng 3 âm lịch, trong tháng 3, tử vi tuổi Bính Thìn năm 2024 nữ mạng cho thấy quý bà tuổi Bính Thìn sự nghiệp ổn định, bình thường. Tuy nhiên sức khỏe có dấu hiệu không tốt, dễ ốm đau bệnh tật, cần chú ý quan tâm chăm sóc. Tháng 4 âm lịch, quý bà, tháng 4 năm nay được dự báo là có lộc tiền tài đưa tới, công việc làm ăn thuận lợi, suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, sự nghiệp thăng tiến rộng mở. Tháng 5 âm lịch, sang tháng mới, tử vi nữ 1976 năm 2024 dự báo các quý bà tuổi 1976 nếu muốn đầu tư mở mang thêm công việc làm ăn thì nên hoãn lại. Nếu cứ cố tình làm thì sẽ gặp nhiều bất lợi, khó khăn. Tháng 6 âm lịch, xem tử vi 2024 dự đoán trong tháng 6 công việc làm ăn thuận lợi, gặp nhiều may mắn. Tuy nhiên, gia đạo có chuyện bất hòa, không vui đưa đến. Tháng 7 âm lịch, quý bà tuổi Bính Thìn tiền bạc trong tháng 7 có sự hao tán, phải chi tiêu nhiều. Ngoài ra, các quý bà cũng cần chú ý đến lời ăn tiếng nói, cẩn thận không rước và vào thân. Tháng 8 âm lịch, theo chuyên gia phong thủy Duy Linh luận giải tử vi nữ mạng tuổi Bính Thìn năm 2024, tháng 8 này có vận số tốt, gặp quý nhân giúp đỡ nên trong công việc dù bất lợi cũng gặp hung hóa cát, thông hành đủ đường. Tháng 9 âm lịch, trong tháng 9, công việc của quý bà tuổi Bính Thìn chủ về gặp nhiều bất lợi, khó khăn. Không chỉ thế, trong gia đạo lại có mâu thuẫn, tranh cãi dẫn tới bất hòa, xảy ra nhiều chuyện buồn phiền, lo lắng. Tháng 10 âm lịch, bước sang tháng 10,
Quý nữ tuổi 1976 sẽ được đón nhận nhiều tin vui, vận khí tốt nên được âm phù dương trợ mà mọi việc trở nên tốt đẹp, sự nghiệp rộng mở thông hành. Tháng 11 âm lịch, tử vi tuổi Bính Thìn năm 2024 nữ mạng. Tháng 11 nữ mạng Bính Thìn nên chú ý đến giấy tờ pháp lý trong công việc làm ăn. Khi xuất hành ra ngoài cũng cần cẩn thận, phải gặp cửa quan pháp luật. Tháng 12 âm lịch, tháng kết thúc năm 2024, quý bà có nhiều khởi sắc trong công việc làm ăn. Sự nghiệp phát triển ổn định, được đón nhận thêm nhiều tin vui tốt lành đưa tới. Vừa rồi, chúng tôi đã cung cấp cho quý vị những thông tin bổ ích về tử vi quý bạn nữ mạng tuổi Bính Thìn 1976 trong năm 2024 Giáp Thìn. Để biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn nữa, quý vị hãy nhấn like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo về kênh. Nếu có thắc mắc về các vấn đề liên quan, quý vị vui lòng để lại bình luận phía dưới. Rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn.